Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tổng trọng dọn sạch nhà trước Tết Ngày 12 tháng 2, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của giáo sư Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Zachary Abuza. Bài viết với tựa đề Đảng Cộng sản cũng dọn nhà trước Tết. Theo tác giả, một truyền thống lâu đời tại Việt Nam là dọn dẹp nhà cửa kỹ lưỡng trước khi Tết đến để tránh quét mất may mắn trong năm mới. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tin vào truyền thống này, khi vừa phế chức một ủy viên bộ chính trị người thứ ba trong vòng 13 tháng. Đây là một phần của chiến dịch chống tham nhũng đốt lò đang diễn ra. Tác giả nhắc lại việc các phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đều bị buộc từ chức trước Tết năm 2023. Và đây là hình bài bình luận trên RFA. Tác giả bình luận, những cuộc thanh trừng cấp cao này đã làm rung chuyển thị trường tài chính và giấy lên lo ngại về bất ổn chính trị cũng như làm lung lai niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài. Bởi ba người này được coi là những nhà quản lý và đàm thoại với cộng đồng doanh nghiệp có năng lực nhất. Tác giả cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự tin rằng tham nhũng trong Đảng là mối đe dọa hiện hữu. Trong ban chấp hành Trung ương khóa 13, hơn 60.000 đảng viên đã bị kỷ luật, 80 người trong số họ là cán bộ cấp trung ương. 10% trong số 180 ủy viên trung ương đảng đã mất việc. 3 trong số 18 ủy viên bộ chính trị cũng vậy. Tác giả nhận xét, năng lượng được coi là một trong những điểm yếu về kinh tế của chính phủ và là điều thực sự gây khó chịu cho các nhà đầu tư. Không ngạc nhiên khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung đánh vào ngành này. Tại kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương lần thứ 25 vào tháng Giêng năm 2024, bao gồm 15 cá nhân và 9 cấp ủy đều liên quan đến lĩnh vực năng lượng. Và đây là hình ông Trần Tuấn Anh bị kỷ luật liên quan đến vấn đề năng lượng. Tác giả đề cập đến việc 4 đảng viên cấp cao bị Ban chấp hành Trung ương đảng ra quyết định về số phận của họ. Trong đó, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã phải từ chức. Dường như ông Anh được cho một đối thoát để giữ thể hiện vì cha ông Trần Đức Lương – từng giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2006. Tác giả cho biết, ông Mai Tiến Dũng, nguyên ủy viên Trung ương đảng, chánh văn phòng chính phủ, cơ quan phối hợp liên bộ, và Trịnh Đình Dũng, nguyên phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021, người phụ trách ngành năng lượng, đã bị ban chấp hành Trung ương đảng khiển trách. Tác giả cũng cho biết, hai quan chức cấp thứ trưởng bị bắt cũng liên quan đến năng lượng đó là ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, và Hoàng Quốc Vượng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ông Hải bị bắt vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 vì nhận hối lộ của công ty Xuyên Việt Oi. Công ty này là một trong 40 công ty có giấy phép nhập khẩu dầu, đồng thời là một trong hai công ty thống trị nhập khẩu ở miền Nam, kiểm soát khoảng 40% thị trường phía Nam. Và đây là hình công ty Xuyên Việt Oi, nơi đã hạ gục nhiều quan chức. Sự quản lý yếu kém của công ty này góp phần lớn vào tình trạng khan hiếm xăng dầu xảy ra tại miền Nam trong quý 3 năm 2022. Công ty đã vỡ nợ 62 triệu đô la tiền thuế và nợ ngân hàng khoảng 5,5 ngàn tỷ đồng, tức khoảng 225 triệu đô la. Tác giả cũng liệt kê các vụ thanh trừng ở cấp tỉnh như ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Tác giả nhận định trước đại hội đảng lần thứ 14 vào tháng Giêng năm 2026, chúng ta sẽ thấy nhiều nỗ lực chống tham nhũng tập trung vào lãnh đạo cấp tỉnh. Nhưng việc ông Trần Tuấn Anh là người thứ ba bị buộc phải từ chức trong vòng 13 tháng cũng đặt ra những câu hỏi về nền chính trị cấp trung ương và các ủy viên Bộ Chính trị trước đại hội thứ 14. Tác giả kết luận, trong khi các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể cố gắng tận hưởng không khí Tết do cuộc dọn nhà càng quét của ông Trọng không ai có thể quá thoải mái. Một số người đã thấy vận may mà những nguồn lời bất chính của mình bị quét đi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng trọng dọn sạch nhà trước Tết. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đau thương nơi thôn Hoành ngày Giáp Tết. Ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 Tết Giáp Thìn, luật sư Đặng Đình Mạnh có bài Thôn Hoành bây giờ đã có Tết đăng trên Facebook cá nhân của ông. Tác giả nhắc lại, tròn một tháng sau ngày 3.000 công an đủ các lực lượng tấn công vào thôn Hoành, đồng tâm sát hại cụ Lê Đình Kình một cách hèn hạ, thì tác giả đến thăm nơi này cùng với hai đồng nghiệp, luật sư Lê Văn Hòa và luật sư Ngô Anh Tuấn. Và đây là hình xấy tệt trên Facebook của luật sư Đặng Đình Mạnh. Còn nhớ công an tấn công vào thông hành vào đêm mùng 8, rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Vụ tấn công này liên quan đến tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền tại cánh Đồng Sơn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Công an đã dùng vũ khí và hơi cây tấn công người dân, đánh thẳng vào nhà cụ Lê Đình Kình, làm sập một bức tường và bắn chết cụ Kình tại phòng ngủ. Cụ Kình, 84 tuổi, tại thời điểm bị sát hại, đã bị công an đánh gãy hai chân trong một lần xô xát trước đó, phải ngồi xe lăn và hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Luật sư Mạnh dẫn lại bài viết vào thời điểm ông đến thăm thôn Hoành năm 2020 với tựa đề Tết nào cho thôn Hoành. Theo đó, trong những ngày dịch cúm Covid-19 hoành hành, tác giả đã thật sự ngại ngùng khi nghĩ đến viễn cảnh phải ra sân bay để đi đâu đó. Kể cả khi có mặt ở đó, thì mới rõ sự ngại ngùng không chỉ của riêng mình. Sân bay vắng lắm, số khách chờ chuyến bay chỉ khoảng độ 20-30% đến so với thời gian trước đó. Nhưng sự có ý trong chờ của thân nhân ông cụ vừa bị giết hại ngay những ngày giáp Tết. Qua lời nhắn, bà chờ chú khiến tác giả xấu hổ và phải gạt bỏ sự ngại ngùng và toan tính thiệt hơn an toàn cho bản thân mình để nhờ đặt ngay vé cho chuyến ra Hà Nội. Và đây là hình luật sư mạnh trước bàn thờ cựu Lê Đình Kình. Tại Hà Nội, một vài đồng nghiệp đã chuyển nhanh cho nhau lời hẹn hò về Thôn Hoành, nơi cách xa Hà Nội khoảng 40 km. Tác giả miêu tả, bầu trời âm u, mưa lất phất, thôn xa ấy trông quá ảm đạm trong buổi chiều lạnh lẽo. Nếu không có những tấm băng ron đỏ, màu máu tươi, dân khẩu hiệu ngang dọc, thì có lẽ không ai biết nơi ấy cũng vừa trải qua những ngày Tết âm lịch. Trước linh vị trong tiếng nấc của cụ bà, đồng nghiệp chia nhau nén hương thắp tưởng nhớ ông cụ người đã suốt cuộc đời tin cậy vào những họng súng bắn thẳng vào tim mình. tác giả cho biết đến tận nơi, nghe tận tai, trong tận mắt, sờ tận tay mới cảm nhận gần đủ những nỗi mất mát đau thương quá lớn cả về tinh thần lẫn vật chất của họ mà nhóm luật sư xót xa khi chỉ mang đến được cho họ quá ít ỏi điều an ủi, chỉ là sự thông cảm chia sẻ tấm lòng thơm thảo của bà con vườn rau lộc hưng vốn cùng cánh ngộ tan cửa nát nhà thay mặt phúng viếng cho đồng nghiệp sự trợ giúp bé nhỏ về pháp lý của các luật sư từ hai miền nam bắc cho những thân nhân của họ đang khốn khổ trong vòng lao lý và cái nắm tay thật chặt và đây là hình các luật sư và món quà trao cho cụ bà dư thị thành vợ cụ kình tác giả đau xót cảm thán ngày tết ngày đoàn viên ấm cúng của mỗi gia đình người việt nhưng với họ, vĩnh viễn ngày Tết sẽ chỉ nhắc nhở biến cố đau thương mà không ai muốn có trong cuộc đời mình. Thật sự, bây giờ có trả lại ngay công lý cho họ thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ là giọt nước bỏ biển giữa muôn trùng oan khuất, tổn thương mà họ đang phải chịu đựng, phải chung sống với nó hàng ngày. Giá như có thể trở lại những giờ khác trước tiếng súng nổ trong lúc rạng sáng ngày 9 tháng 1. Giá như, giá như. Nhưng thực tế, chúng ta phải sống trong một xã hội không có chỗ dành cho hai từ giá như tồn tại. Tác giả tin, ông cụ đã nghe lời khấn trước linh vị. Cụ có sống khôn, thác thiên thì chỉ đừng phụ trợ công lý cho gia đình, cho làng nước. Cụ phải phụ trợ công lý cho cả xứ sở này, để không còn ai phải như cụ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đau thương nơi thôn hoành ngày giáp Tết. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới